Xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác làm thợ đam mê bẫy chim. Thì hôm nay đơn vị kinh doanh chúng em là mới nhập một lô sào gác chim, sào gác chim cu, sào gác tất cả loại lồng chim lên cho các bác tham khảo về cái mẫu sào gác chim. Hoặc là các bác nào có thể phạt vườn hay là cắt vườn trên cao ấy thì cũng sử dụng cái loại sào này cũng được. Thế thì bây giờ các bác là cùng em là khui luôn cái lô hàng em vừa mới nhập về đây. Vừa nhập về đến nơi này phải mang ra giới thiệu sản phẩm cho các bác luôn để các bác tham khảo. Đấy. Thì bên em mà nhận được hàng qua đường bưu điện, anh em đặt hàng thì cho em xin cái địa chỉ cụ thể, em sẽ gửi vào tận nhà cho anh em nhận hàng, anh em kiểm tra với đúng cái mẫu mã sản phẩm nó như là em đang giới thiệu ở trên video đây, thì các bác nhận thanh toán cho bên đường bưu điện là xong. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ cái việc mà mua bán hàng online trên mạng ấy thì nó cũng không như ngày xưa nữa rồi, không sợ bị lừa đảo nữa rồi. Đấy, anh em hàng đến nơi anh em nhận hàng, anh em kiểm tra đúng với hàng anh em đặt thì anh em nhận, còn anh em mà không phải hàng anh em nhận là anh em hủy luôn. Thì đơn vị kênh chúng em mà có sai sót gì thì rất mong là được anh em mà gọi điện phản ánh lại, chứ cũng đừng như các bác, nhiều bác này hàng đến nơi không nhận bỏ bom là rất là tội, rất là khổ thân bên đơn vị kênh chúng em. Đấy, thì đây là một lô sào gác chim cu, thì cũng được nói luôn cho anh em là đấy, em vừa bóc ra cho anh em xem là một cái lô sào vừa nhập nguyên hộp về cho anh em, thì nó không bao gồm móc, không bao gồm câu liêm. Anh em nào mà muốn cung cấp thêm móc câu liêm ấy thì anh em mà theo dõi được cái thông điệp này thì anh em mua sào, anh em hỏi mua sào thì lên hỏi luôn là bán cho tôi một chiếc móc. Chiếc móc này có 10.000 thôi, còn cái câu liêm bé này thì bên em cung cấp là 40.000, cái loại câu liêm lớn này là 100.000. đấy, để cho anh em tham khảo. Thì đây bây giờ em sẽ cho anh em xem chi tiết của cái sào luôn. Đây là sào nguyên tai nguyên kiện luôn, chưa bóc ra. Bây giờ mới về phát bóc ra cho anh em xem luôn. Đây, ở dưới đuôi chuôi nó là một cái tay cầm bằng chun, cho anh em cảm giác nó chắc chắn. Đây là cái sào 6m, hàng dày nhé. Sào 6m, hàng dày, hàng 1,2 ly. Bên em thì cung cấp đầy đủ như hàng 3m, 4m, 5m và 6m. Thì hôm nay em giới thiệu cái mẫu hàng 6m loại dày cho anh em xem. Hàng inox. Đây, đẩy ra của nó là thu vào được 1m2, 1m2 khi thu vào, 1m2, 1m3 gì đấy, em cũng chưa đo cụ thể. Thì tất cả cái đó là chốt vặn hết, anh em vặn ra, anh em xoáy lên, anh em xoáy ra và anh em rút lên ấy, thì anh em nó có cái chốt vặn ấy, anh em xoáy lên, anh vặn mà nó phát là như này. Đây là kịch nhá, kịch phát anh em vặn nó phát như này, vặn chắc vào một cái đấy, vặn như này phát là nó không tụt xuống được. Anh em kéo hết tầm của nó ra được 6m. Các bác nào gác chim cu ấy nè, đây em xoáy nó vào, xoáy nó vào một cái rồi chắc, cái này rất là chắc, anh em xoáy xuống nó cũng rất là chắc luôn, không là lo là bị tụt sào. Đấy, thì em cũng giới thiệu luôn cái đầu đây. Cái đầu của nó là nó thiết kế là đây, em sẽ quay bị ngược, nó thiết kế một con ốc bắt vô cái móc đây. Anh em về anh em xoáy cái móc này vào. Đấy, anh em xoáy cái móc này vào là được một cái móc. Cái móc này là bên em tự gia công ở cái câu liêm như thế, chứ không nhà sản xuất nó không cung cấp cho anh em móc. Đấy, thì anh em nào muốn mua móc thì mua riêng. Đấy, mua sào thì mua riêng. Có thể anh em mua sào này về anh em đánh chim sẻ cũng được. Anh em đánh cần vê đơn ấy, cái anh cần chế ấy, sẻ cũng được, sào 6m. Đấy, thì em làm một cái video ngắn này ấy, thì để gửi đến anh em một cái lô sào 6m. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại em để bên góc phải của màn hình ấy, thì anh em cứ alo đấy là sẽ có đơn vị kinh doanh chúng em sẽ nói chuyện và tư vấn cho anh em mẫu nào là hợp lý nhất với anh em. Anh em xin phép là kết thúc video ở đây, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Anh em nào mà thấy cần về tham khảo thêm về mẫu phụ kiện săn bẫy thì anh em đi qua kênh để lại một lời đăng ký và bật thông báo lên và cập nhật cái kênh YouTube của em, là em sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các phụ kiện săn bẫy cho anh em. Giờ em xin phép là kết thúc video, chào anh em.